Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ bảy, 5 tháng 5 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, vui cùng thiếu nhi, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công Giáo. Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn. Giáo hội tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Hồi giáo tấn công vào nhà thờ ngay tại thủ đô Bangui, giết chết một linh mục đang cử hành thánh lễ. Mỹ tên gọi linh mục nảy sinh khi giáo dục tại nhà. Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn. Mục tử là người gần gũi, quan sát đàn chiên. Người mục tử quan sát và bảo vệ đàn chiên khỏi sói dữ. Cũng thế, vị giám mục có trách nhiệm gìn giữ và củng cố đức tin cho các tín hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng tại nhà nguyện Matta. Khi dân Chúa mất phương hướng, bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ kể về việc các tông đồ viết thư và sai Phaolô Barbana cùng một số người khác đem bức thư này đến với các tín hữu Antiochia. Bức thư có đoạn viết: "Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ." Khi đọc thư xong, mọi người vui mừng vì được an ủi. Đó là vì có các tông đồ, có các mục tử đứng ra bảo vệ người dân, bảo vệ các tín hữu. Các mục tử có học thuyết chân chính và chính thống để bảo vệ người dân khỏi những kẻ gây hoang mang xáo trộn. Các mục tử ấy là các tông đồ và ngày nay là các giám mục. Vị giám mục thức tỉnh và canh giữ đàn chiên. Vị giám mục cần rất tỉnh thức để biết cách canh giữ đàn chiên khỏi sự tấn công của sói dữ. Cuộc đời của vị giám mục gắn bó chặt chẽ với cuộc đời của đàn chiên. Vị giám mục tựa như người mục tử canh giữ đàn chiên. Chúa Giê-xu đã phân biệt rất cụ thể giữa người mục tử tốt lành và kẻ chăn thuê. Khi sói đến, kẻ chăn thuê chẳng quan tâm đàn chiên mà còn chạy trốn, vì anh ta chỉ làm việc kiếm tiền. Nhưng người mục tử tốt lành là người tỉnh thức canh giữ đàn chiên, sống cùng đàn chiên, bảo vệ từng con chiên. Nếu có con chiên nào lạc mất, thì người mục tử đi tìm và đưa con chiên ấy trở lại đàn. Người mục tử gắn bó với đàn chiên và không chịu để mất một con chiên nào. Vị giám mục gần gũi với dân Chúa. Người giám mục là người biết đàn chiên của mình, biết tên của con chiên. Giống như Chúa Giê-xu, người giám mục cần biết gần gũi đàn chiên. Và Chúa Thánh Thần ban cho dân Kitô có khả năng nhận biết rằng đâu là vị giám mục đích thực. Biết bao lần chúng ta nghe thấy những điều như: "Ồ, vị giám mục đó à, vâng, vị ấy thì tốt đấy, nhưng mà vị ấy chẳng quan tâm chúng tôi bao nhiêu, vị ấy quá bận rộn mà." Hoặc vị giám mục ấy có nhiều liên quan đến việc kinh doanh, vị giám mục kia làm nhiều điều ít liên quan đến sứ mạng, vị giám mục nọ luôn có cái cặp trên tay, vị giám mục khác thì thường đi loanh quanh, vị giám mục khác nữa thì luôn cầm chiếc guitar. Mỗi người có thể nghĩ thêm, và như thế, dân Chúa biết khi nào người mục tử là mục tử, dân Chúa biết khi nào người mục tử gần gũi người dân. Dân Chúa biết khi nào người mục tử biết tỉnh thức và trao tặng cuộc đời mình cho đàn chiên. Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta những vị mục tử tốt lành, bởi vì nếu giáo hội thiếu sự chăm sóc của các mục tử, chúng ta không thể tiến bước. Các giám mục cũng là những con người, là những người lao tác. Cầu nguyện, gần gũi dân Chúa, nói ngắn gọn rằng, hãy biết tỉnh thức.
Giáo hội tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Người Công giáo được mời gọi sống tinh thần tử đạo khi tưởng nhớ 117 vị đã đổ máu vì đức tin. Các giám mục Việt Nam vừa kêu gọi người Công giáo hãy theo đuổi tinh thần tử đạo trong đời sống hàng ngày khi cử hành năm thánh kỷ niệm phong thánh cho các thánh tử đạo. Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ mở năm thánh mừng kỷ niệm 30 năm phong thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, cho biết các thánh lễ khai mạc sẽ diễn ra tại 3 địa điểm lịch sử cho 3 giáo tỉnh. Tiểu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Sở Kiện, tỉnh Hà Nam, được xây dựng cách đây 135 năm và là quê hương của hai vị tử đạo, cha Phêrô Trương Văn Thi và thầy Phêrô Trương Văn Đường, sẽ tổ chức lễ cho Tổng giáo phận Hà Nội và 9 giáo phận miền Bắc. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị, nơi Đức Mẹ hiện ra an ủi các tín hữu chạy trốn vào rừng vì bị bắt hại cách đây 220 năm, là địa điểm dành cho Tổng giáo phận Huế và 5 giáo phận miền Trung. Trung tâm hành hương Bà Rồng ở tỉnh Tiền Giang, nơi có hàng ngàn tín hữu chịu tử đạo trong các thế kỷ 18-19, dành cho Tổng giáo phận Sài Gòn và 10 giáo phận miền Nam. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh mời gọi tín hữu sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay để làm chứng cho Chúa và tin mừng. Ngài động viên họ thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng quẫn, nghèo khó, bệnh tật, tù đầy, già cả, cô đơn, khuyết tật, như là cách hành hương về với Đức Kitô. Ngài nói mọi người nên giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng. Năm thánh kết thúc vào lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam, gồm 96 người Việt Nam, 11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp, tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đây là lễ phong thánh có số vị thánh tử đạo đông nhất tại thời điểm đó, vượt qua con số 103 vị tử đạo Hàn Quốc được phong thánh ở Hàn Quốc năm 1984. Tuy nhiên, Đức Cố Giáo Hoàng đã phong thánh cho 120 vị tử đạo Trung Quốc năm 2000. Trong các thế kỷ 18-19, chế độ phong kiến Việt Nam đã đàn áp người Công giáo và các thừa sai phương Tây, cáo buộc họ hợp tác với người Pháp đang cạnh tranh với các cường quốc thực dân khác, gây ảnh hưởng trong vùng. Các thời kỳ bắc đạo xảy ra sau khi Kitô giáo được truyền vào Việt Nam giữa thế kỷ 16, nhưng các cuộc bắt bớ gia tăng sau năm 1798 khi nhà Nguyễn cấm đạo Công giáo. Trên 300.000 tín hữu Việt Nam đã đổ máu đào trong các cuộc bắt hại này trước khi thực dân Pháp chiếm toàn bộ nước này năm 1886. Hồi giáo tấn công vào nhà thờ ngay tại thủ đô Bangui, giết chết một linh mục đang cử hành thánh lễ. Một sự yên tĩnh giả tạo và buồn thảm chụp xuống Bangui, thủ đô của Cộng hòa Trung Phi, sau vụ thảm sát hôm 1 tháng 5, ít nhất 16 người chết, trong đó có một linh mục Công giáo. Cha Albert Tongoman Baba đã bị giết tại nhà thờ Notre Dame de Fatima, không xa nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc đã liên lạc với giáo hội địa phương và được cho biết rằng, tại thời điểm hiện nay, tình hình lắng dịu ở Bangui, không có vụ nổ súng nào được báo cáo. Chúng tôi đang chờ tuyên bố của Đức Hồng Y Giordone Zapalanga, Tổng giám mục Bangui, ngài vừa trở về từ châu Âu. Sự việc xảy ra khi lực lượng an ninh ngăn chặn một chiếc xe chở Musa Emperor, một thành viên của một lực lượng dân quân tự vệ. Musa Emperor bỏ chạy và bị quân đội bắn bị thương. Để trả thù, lực lượng dân quân tự vệ Hồi giáo đã tấn công lực lượng an ninh và cả các thường dân vô tội. Một nhóm vũ trang Hồi giáo đã tấn công vào giáo xứ Notre Dame de Fatima, trong khi cha Albert Tongoman Baba và một số tín hữu đang cử hành thánh lễ kính thánh Giuse Thợ. Ít nhất 16 tín hữu Công giáo bị giết, trong đó có linh mục chủ tế. Cha Albert Tongoman Baba không phải là linh mục tại Notre Dame de Fatima, mà thuộc giáo xứ Trung Phi, một trong những giáo xứ lâu đời nhất của giáo phận Bangui. Ngài là linh hướng của phong trào lao công huynh đệ Thánh Giuse đang tụ tập mừng lễ bổn mạng tại nhà thờ này.
nhà thờ Notre Dame de Fatima đã từng là nơi diễn ra cuộc tấn công đẫm máu vào ngày 28 tháng 5 2014, trong đó 18 tín hữu Công giáo đã bị thiệt mạng. Theo báo chí địa phương, một đám đông giận dữ đã đưa thi thể của vị linh mục bị giết đến dinh tổng thống và họ đã giải tán sau đó. Mỹ, ơn gọi linh mục nảy sinh khi giáo dục tại nhà. Cứ 10 người được đào tạo để lãnh chức linh mục ở Mỹ thì có một người đã từng được đào tạo theo mô hình giáo dục tại nhà. Mầm ơn gọi linh mục thường nảy sinh trong môi trường giáo dục tại nhà, là mô hình giáo dục tại tư gia thay vì đến trường học. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tông đồ CARA, một nghiên cứu của Đại học Georgetown, đã phát hiện ra rằng những thanh niên Mỹ được giáo dục tại nhà thì có khả năng cao gấp 4 lần sẽ gia nhập vào các chủng viện hơn là những người được giáo dục trong các tổ chức công giáo. Mặc dù số lượng người Công giáo Mỹ được giáo dục tại nhà là khá ít, ở thời điểm hiện tại chỉ có 100.000 người đang được giáo dục tại nhà so với con số 2 triệu người đang học trong các trường công giáo. Tuy thế, thiểu số ấy đã đóng góp 8% số thanh niên trong khóa học tiến tới việc truyền chức linh mục. Tính trung bình, họ dành 7 năm để học ở nhà và 16 tuổi là độ tuổi trung bình của việc nhận thức rõ ơn gọi về thiên chức linh mục. Cha Jeff, giám đốc mảng ơn gọi giáo phận Arlington, nói với tạp chí Seton, một ấn phẩm dành riêng cho những người học tại nhà là công giáo, rằng ngài đã kinh nghiệm được điều mà cuộc khảo sát phát hiện. Vào năm 2013, Đức Tổng giám mục Edwin O'Brien của Baltimore đã được tờ báo dẫn lời nói, không có nguồn cung cấp ơn gọi nào tuyệt vời hơn mô hình giáo dục tại nhà. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 9 đến câu 17. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy, thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy. Anh em hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa ở cùng chúng ta vì chúng ta đang ở cùng Đức Maria. Qua Đức Maria, Chúa ở cùng chúng ta khi chúng ta thì thầm những lời này một cách dịu dàng và đầy tin tưởng. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Từ sâu thẳm trong tâm hồn tự tại của bạn, những lời này dâng lên như đóa hoa rực rỡ mà bạn đón nhận được từ lời kinh thì thầm. Từ môi miệng bạn, những lời này thốt lên, cũng như xưa kia chúng được thốt lên từ miệng bà Elizabeth, với niềm hạnh phúc lan tỏa toàn thân. Trong đôi tay tự nguyện dâng lên, chúng ta kính mừng Đức Trinh Nữ, nhưng chúng ta cũng đón nhận mẹ bằng cách mở lòng ra,
mở rộng cõi lòng hơn nữa, bằng cách ban phát ơn sủng, tất cả ơn phúc làm nên con người mẹ, mà đến viếng thăm chúng ta, hé mở cho chúng ta điều bí mật nơi cung lòng mẹ. Bà Giê-xu, con lòng bà gồm phước lạ. Bà Giê-xu, danh thánh này bạn hãy gắn cầu nguyện cùng người, hãy để cho người trú ngụ, bạn không cần sự giới thiệu về mình, cũng không cần tưởng tượng, hầu có thể nói rằng, do bởi lòng tin mà bạn để cho toàn bộ con người của Chúa, gánh nặng của người tràn ngập nơi bạn. Bà Giê-xu, con lòng bà, hoa trái của sự hiện diện đó của Thiên Chúa, sự hiện diện trong sâu thẳm, sẽ làm cho cuộc đời chúng ta được nổi bật lên, được chúc phúc. Đến với chuyên mục Vui cùng Thiếu Nhi, mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích cho chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Hoa giọt tuyết. Hoa giọt tuyết của mẹ, thức dậy đi thôi. À, cháu lại phải dậy hả mẹ? Dậy đi nở hoa con à, đã đến lúc rồi. Các loài hoa đã tích tụ đầy đủ hương thơm và mật ngọt sẽ cùng nhau bừng nở chào đón mùa xuân về. Mùa xuân chỉ về khi những loài hoa nở hả mẹ? À, đúng rồi, sau một mùa đông giá lạnh, những nụ hoa như con sẽ nở để báo tin cho mùa xuân biết đã đến lúc về với chúng ta. Mẹ con sẽ nở thành một bông hoa thật đẹp để đón mùa xuân. Ta là thần mùa đông, ta không muốn chia sẻ miền đất này với bất kỳ một vị thần thời gian nào cả. Vì vậy, sẽ không có loài hoa nào được nở hết, các ngươi xem đây. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Dạ, chúng tôi nghe rõ rồi ạ. Tuyết hãy rơi nhiều thêm nữa. Hãy bao phủ miền đất này bằng màu trắng vĩnh viễn của mùa đông. Mẹ ơi, mùa xuân thì khác gì mùa đông hả mẹ? Mùa xuân mang đến ánh nắng và màu sắc. Mùa xuân nhuộm màu những bông hoa và sưởi ấm những búp non. Mùa xuân khiến các bạn dế trong đất thức dậy râm ran gãy đàn. Mùa xuân gọi các bạn chim én về xây tổ. Khu rừng của chúng ta sẽ tràn ngập âm thanh vui tươi và màu sắc rực rỡ con à. Tiếc là con của mẹ vừa sinh ra đã không được đón mùa xuân, con sẽ chỉ biết đến một mùa đông dài bất tận mà thôi. Mẹ ơi, con muốn được thấy mùa xuân. Con muốn thấy khu rừng của chúng ta xinh đẹp và sống động như thế nào khi mùa xuân đến. Nếu chúng ta vẫn nở hoa, thì thần mùa xuân sẽ nhận được tin báo phải không mẹ? Các anh chị hoa ơi, chúng ta hãy cùng nở hoa để báo tin cho thần mùa xuân đến đi. Thần mùa đông đã phủ đầy băng giá lên mặt đất, những bông hoa nhỏ bé như chúng ta làm sao có đủ sức mạnh để vươn lên trên đám tuyết dày mà nở hoa được. Chúng ta quá yếu ớt, chúng ta không thể làm được gì đâu. Thôi ngủ đi con, mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến nữa đâu con. Các bạn hoa ơi, chúng mình đã từ phương Nam trở về rồi. Các bạn mau nở hoa để đón chào thần mùa xuân đi thôi. Sao những bông hoa vẫn chưa nở? Mùa xuân sẽ không đến miền đất này sao? À, nếu những bông hoa không nở, thần mùa xuân sẽ không được báo tin để về với chúng tôi. Miền đất này sẽ chìm trong băng giá mãi mãi. Chúng mình nhanh quay lại phương Nam đi các cậu ơi. Hả? Cậu là ai? Cậu bị sao thế? Tớ là chim én, tớ vừa từ phương Nam về, lạnh quá, lạnh quá. Bọn tớ cứ ngỡ mùa xuân đến rồi nên trở về đây, nhưng mùa xuân lại không đến.
Tớ quá yếu ớt, không thể chịu nổi giá lạnh, tớ không thể bay cùng đàn trở lại phương Nam được nữa. Tớ có thể làm gì để giúp đỡ cho cậu? Cảm ơn cậu, nhưng tớ chỉ sống được trong thời tiết ấm áp thôi, cậu không làm được gì nữa đâu. Mẹ tớ bảo, mùa xuân sẽ sưởi ấm vạn vật, nếu mùa xuân tới, cậu sẽ khỏe lại đúng không? Nhưng mùa xuân mãi không đến là sao? Tội nghiệp chim én quá, mình sẽ gọi thần mùa xuân về sưởi ấm cho cậu ấy. Hoa giọt tuyết nở rồi, cậu ấy nở rồi, cậu ấy không sợ thần mùa đông sao? Thần mùa xuân ơi, xin hãy về đây sưởi ấm cho bạn chim én. À, thần mùa xuân đến rồi kìa. Cảm ơn mùa xuân, cảm ơn hoa giọt tuyết. Cảm ơn hoa giọt tuyết dũng cảm và nhân hậu đã gọi mùa xuân về. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Tiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Có một lữ khách hành hương đi về những vùng núi xứ Tô Cách La. Một hôm dừng chân lại bên cạnh một đàn cừu, bỗng ông ta chú ý đến một con cừu đang được người mục tử chăm sóc một cách đặc biệt. Con vật nằm dài trên mặt đất, chủ nó vừa vuốt ve vừa nói chuyện với nó một cách dịu dàng, trong lúc tay vẫn không ngừng băng bó một chân của nó. Người khách bộ hành lại gần và hỏi xem cho biết việc gì. Thoạt tiên người chăn chiên tỏ vẻ khó chịu vì phải trả lời, nhưng sau đó vẻ thân mật của người bộ hành đã làm cho anh vững lòng. Vì thế anh ta không ngần ngại giải thích: con cừu này có những đức tính tuyệt hảo của một người hướng đạo. Khi nó còn lành mạnh, nó luôn dẫn đầu đàn cừu, biết cách làm cho những con vật khác vâng lời nó và theo nó. Khổ thay, vì quá tự tin nên nó không theo lệnh của tôi và dẫn đàn cừu theo sở thích riêng của nó. Tôi đã tìm đủ mọi cách để thay vào chỗ của nó một con đầu đàn khác, nhưng vô hiệu. Vì hệ con nào có vẻ như muốn thay nó đều bị nó đánh và xua đuổi. Tình trạng của đàn cừu
do đó trở nên nguy ngập. Tôi buộc lòng phải áp dụng một phương pháp khá đau đớn. Nói đến đây, người chăn chiên ngừng lại, như bị cảm xúc mạnh. Anh giải thích tiếp như sau: tôi đành phải bẻ gãy chân nó. Kể từ lúc đó, con vật bị thương nên hoàn toàn tùy thuộc vào tôi. Mỗi buổi sáng, tôi vác nó lên vai ra đồng cỏ, và buổi chiều về, tôi lại vác nó trên vai đem về. Nó không thể tự mình đi ăn cỏ được, vì thế, từ một tháng nay, nó ăn giữa lòng bàn tay của tôi. Những săn sóc liên tục của tôi đã tạo nên giữa tôi và nó một sự liên hệ vô cùng mật thiết. Bây giờ có lẽ nó hiểu rằng, sau khi đã làm cho nó bị thương, tôi đã tìm đủ mọi cách để làm giảm bớt sự đau đớn của nó. Về phần tôi cũng biết rằng sẽ không tìm được trong tất cả đàn cừu một con cừu biết vâng lời tôi hơn nó. Trong vài ngày nữa, khi nó khỏe mạnh, tôi sẽ phục hồi nó lại trong địa vị cũ của nó. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh trên đây gợi lại phần nào tình yêu của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta. Cựu ước đã không ngần ngại so sánh Thiên Chúa với một người mục tử. Người mục tử săn sóc từng con chiên, người mục tử uốn nắn từng con chiên, người mục tử sửa trị từng con chiên. Nhưng tất cả chỉ vì yêu thương đàn chiên của mình. Thiên Chúa có thực sự yêu thương chúng ta không? Đó là câu hỏi mà chúng ta có quyền đặt ra trong những mò mẫm tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. Cuộc sống xem chừng như không diễn ra một cách suôn sẻ cho từng người. Chúng ta không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn. Đau khổ thất bại như những bóng mờ lúc nào cũng trực sẵn để ập phủ trên chúng ta. Chiến tranh, chết chóc, bệnh tật, tai ương đã trở thành như tất yếu đối với chúng ta. Một Thiên Chúa nhân từ, một Thiên Chúa quan phòng, một Thiên Chúa quyền năng, lẽ nào lại để cho đau khổ đè bẹp con người? Bí ẩn của đau khổ luôn gợi lên trong chúng ta những thắc mắc về tình yêu của Thiên Chúa. Người Kitô chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô. Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, và người Con một đó đã yêu đến nỗi đã tự phó nộp mình và chết trên thập giá. Tình yêu của Thiên Chúa gắn liền với thập giá của Đức Kitô. Đau khổ đã trở thành ánh sáng chiếu rọi vào tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nói như thế, không có nghĩa là Thiên Chúa muốn con người phải chịu đau khổ. Thiên Chúa cũng không tạo ra đau khổ để sửa trị con người. Nhưng qua đau khổ, Thiên Chúa muốn hé mở cho con người thấy Ngài là đá tảng, là nơi nương tựa duy nhất của con người. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy tình yêu của Đức Kitô.